10 triệu. 10 triệu. Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của Hiền Hoàng Tiên. Đấy, đây, hôm qua thì ông đã nhận được lương. Mình thấy tin nhắn nhận lương phát là mình ăn trộm ngay thẻ này. Đấy, hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip gọi là dùng chính số tiền của ông ấy để mua một món quà tặng ông ấy, xem ông ấy phản ứng như nào nhá. Đâu rồi nhỉ? Đây, thấy chưa? Đấy, hiện tại thì mình đi ra cái trại chó, mình chỉ thấy mỗi con này là mặt cái ngáo nhất thôi. Thế vì sao? Mặt nó giống hệt chủ luôn. Mua về tặng xem như nào nhá. Sau 10 phút chật vật đã, cô đi luôn, đi luôn nha mày, không nó chết bác. Mình ơi. Gì? Còn nãy đây rồi sao ấy? Chết. Nhanh nhanh. Mở cửa. Nặng đấy, không mở. Phú gì đây? Gầy gầy như chủ. Nhìn nghiện nhỉ? Có. Chưa thấy xem hockey giờ kiểu gì cũng dự đoán được kiểu gì. Hockey đang về chắc tặng mình một phần nữa cần thằng muốn nuôi. Tặng ai không em nuôi mày nhá, tặng em nuôi mà. Có cái. Đẹp chưa? Dạ. Bằng tháng lương của anh chứ mấy.
Thắng nửa của anh. Gì? Bao nhiêu? Ôi con này hát thôi sao? Dạ mà suy sát 1 triệu. Em lấy lời 1 triệu rồi. Rất tiền. Anh sao anh có phải quan tâm đến chuyện tiền bạc anh ấy? Quan trọng là phần tình cảm hiểu không? Thì ngu quá. Tình cảm này lớn quá. Đến cấp đâu là 10 triệu mà mua. Sao anh cứ phải nhắc tiền bạc ở đây nhỉ? Đứng hình mất 5 giây. Không phải là đưa không mày? Để ta biết ngay là đây. Mày kéo ta 10 triệu. Tài khoản ta mỗi 10 triệu sao mày ăn đi? Anh chứ, tài khoản anh tài khoản em đâu? Ồ, vậy ha. Ra đây em ơi, đâu rồi? Em xách cái ra đây cho chị nào. Ôi trời ơi. 10 triệu. Biết ngay mày muốn mua mà. Mày muốn mua đó mà. Tặng chó hay sao đâu? Không phải, anh nhìn xem nó giống hệt mặt anh nhá. Em sợ anh ở nhà một mình buồn, không ai nói chuyện. Mày có hiểu tiếng người đâu mà. Mua về cho nó nói chuyện cùng cho vui. Tôi có 10 triệu ăn rồi. Chó lại tham với tôi, chó ăn à? Ừ kệ, không biết. Chó là phải ăn 10.000 thịt một bữa. Có cứt tiền đến 10.000 thịt. Chỉ có mì tôm. Ăn mì tôm nhé. Ăn nhé. Không. Hình như thẻ là còn 200 hay là 100 mấy ấy. Ờ, còn 200. Có mỗi người thẻ là 200 để duy trì tài khoản đấy. Ê. Mẹ bán luôn, mang mày mang bán lại để mang mua đâu, mang lại lại ra đi. Bán lại 1 triệu nhá. Nguyễn Bình ngờ hả? Ờ, thì bắt lại bây giờ thì mua xong, bắt lại chỉ còn 10% thôi. Bán lại không? 10%. Thì bán sơ thì được 5-6 triệu. Bị điên à? Chẳng nhẽ anh lại cần tiền đến mức phải bán món quà anh tặng anh á? Ừ, bây giờ chuẩn bị sang tháng 7 rồi, sang tháng mới rồi ấy. Không có tiền ăn đâu. Ơ, đây là việc của anh mà. Tiền ăn, tiền nhà, điện nước. Thế anh ư? Ô. Ra đây. Ô, con phép thầy. Ôi giời. Đi ra. Ơ, đi ra đây. Nhận 10 triệu. 10 triệu biết chạy. Đi ngay 10 triệu. Sao con người cứ phải mang tiền bạc, quan trọng là mang cái gì? 10 triệu quan trọng là tinh thần chứ. 10 triệu là rẻ đấy. Nhìn cái gì? Ngu quá, ngu. Ô, nhìn mặt nó giống hệt mặt anh. Em nhìn hai anh thấy giống luôn, đúng không? 10 triệu bạc. Dân 200 nghìn xong em mua cái áo rồi đúng không? Thầm gì á? 10 triệu được tặng áo đây rồi. Chứ nếu không thì cũng không đủ tiền mua áo thật. Trời ơi, ra tưởng bất ngờ vậy thì... Ok, bất ngờ. Ừ, bất ngờ, hai liên tiếp luôn. Biết nước hoa quả làm gì không? Mày cho tao uống nước đá cho nó à? Ôi, em bảo mở ra cái khói rồi, ngửi ngửi nhấm liếm đi mà không tin. 10 triệu. Bây giờ mang giả lại người ta đi. Lấy 9 triệu 9 được. Mất công 100.000 vận chuyển. Mình anh đã đủ rồi, thêm con ngu này vào thì có mà loạn nhà. Mày làm sao, mày đèo nữa mình nát ai? Hứ? Ờ, bật tức là gì? Ngu quá. Ồ, mà cũng nhanh quen nhỉ. Đến mắt thấy bạn mình cái không một ngày. Ok. Ok. Đấy, anh đi ra, từ đấy giờ là cuốn phai nhá. Nó không đi theo em thằng mình, mà gọi em thằng mình là người đi mua chó. Đúng không? Tiền của ai thì phải theo người đấy thôi. Dân chơi gì khác biết ngay chó của ai. Ai? Nhìn này các bạn nhìn này. Gà nó đi nhá. Đây, nhìn này. Nhìn mặt nó gầy gầy nhá, ngáo ngáo nhá, hiện nhá. Ôi giời ơi, có lẽ gửi ăn nó giống hệt. Eo ơi, nó
lông trên đầu này màu vàng nữa thì làm sao anh hiểu lẽ sao giống nhau. Anh là chó, anh là bố nó. Ngáo thật sự. Ok, 10 triệu này. Thôi, tặng quà xong rồi. Mình đi về đã chứ vậy. Anh nhỉ, ở đây là gì? Mình đi về đây. Bye bye. 10 triệu. 10 triệu. Ơ, thế đi theo à? Đi theo làm gì? Vào đi. Đi vào đi, đi vào đi. Bye bye nhá.